Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món cà muối sổi. Chúng ta gồm có 300 g cà muối. Ta chọn những quả xanh như thế này thì là nó ngon, chứ không bị cũng quả già là nó sẽ hạt nhiều không ngon. Và một miếng dừa chỉ độ bằng ngón một miếng gừng à, giềng chỉ bằng ngón tay như này thôi, chúng ta không cần nhiều. Một củ tỏi, hai quả chanh, một thìa đường, một thìa muối. Và ta đun nước sôi để nguội, để bây giờ ta cắt miếng quả cà ra để ta thả vào nước sôi này, trong vòng 1 tiếng thì sau ta sẽ vớt ra. Ta cắt quả cà ra làm 4 đến 5 miếng nhỏ như thế này để ta ngâm trong nước sôi để nguội trong vòng 1 tiếng để cho nó hết nhựa. Thì sau đó ta mới tiến hành muối. Các bạn cứ cắt cho đến hết nhé. Giềng chúng ta thái lát mỏng ra để và một quả ớt ta cũng thái ra. Tỏi ta đập ra. Để ta thái tỏi ra. Trong vòng 1 tiếng ta ngâm cái này thì ta sẽ thay nước ra cho nó hết cái nước nhựa của quả cà này, cứ 20 phút ta lại thay một lần. Xong khi ta vớt cà ra, cà trắng như thế này rồi, bắt đầu ta đi trộn nguyên liệu vào để ta làm. Một thìa đường, một thìa muối, hai quả nước cốt chanh, gừng tỏi, à giềng tỏi, ớt chúng ta trộn lẫn này. Ta trộn đều nó lên. Ta phải cho một thìa mắm nữa thì để cho nó có mùi thơm của mắm nữa. Ta trộn đều như này là để cho nó chấm mắm muối muối với cả gừng à, giềng với ớt vào, là ta bọc trong màng bọc, ta để đến nửa tiếng đến 1 tiếng là ta có thể bỏ ra để ta ăn được rồi. Xong 1 tiếng thì bây giờ chúng ta tháo màng bọc ra để chúng ta cho ra đĩa để chúng ta dùng trong bữa cơm hàng ngày. Món này chúng ta ăn với cơm là với nước luộc là rất ngon vào mùa hè như thế này. Các bạn tự làm thế này thì chúng ta không phải ra chợ mua. Người ta muối sẵn thì người ta hay cho giấm. Các bạn biết giấm thì nó hại như thế nào rồi. Đây là chúng ta dùng toàn nguyên liệu từ thiên nhiên như chanh như thứ. Chúc các bạn thành công với món cà muối sổi như thế này.